Xin chào tất cả những quý vị quan tâm đến vấn đề về định cư Mỹ, du lịch Mỹ, mua nhà hay là cũng như là đầu tư tại Mỹ. Thì sau quá trình làm việc với công ty tại Cali, ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái quan tâm đến vấn đề về định cư Mỹ. Và sau nhiều năm làm việc thì Thạch cũng thấy rằng mình cũng có một số những kiến thức nhất định để có thể chia sẻ đến những người có quan tâm đến định cư Mỹ, tìm hiểu là có con đường nào cho gia đình mình có thể đi định cư được hay không. Thì trong cái video ngắn ngày hôm nay, Thạch sẽ trình bày thứ nhất là cái vấn đề về định cư Mỹ theo chương trình đầu tư là EB-5, là EB-5. Như vậy, đầu tư EB-5, EB-5 là gì? Và ai là người hội đủ điều kiện đầu tư? Thì cái chương trình đầu tư EB-5 có cái bắt nguồn từ năm 1990 cho tới bây giờ. Và cái ý nghĩa cơ bản và ý nghĩa chính của nó là như thế này. Tức là tiền đầu tư của một người ở nước ngoài, tức là bên ngoài Mỹ, người ta dùng để chuyển vào Mỹ, đầu tư vào một dự án tại Mỹ, thì cái số tiền đó nó có thể dùng để tạo ra việc làm cho người Mỹ. Và mỗi suất đầu tư như vậy thì nó có thể tạo ra tối thiểu là 10 công việc làm toàn thời gian cho cái người ở Mỹ. Thì cái ý nghĩa của chương trình là như vậy. Thì khi mà mình có thể chứng minh được với chính phủ Mỹ rằng là tiền của mình dùng để đầu tư vào Mỹ và tạo ra việc làm đúng như cái quy định đó, thì cái thủ tục tại cơ quan di trú người ta có thể hoàn tất để mà giúp cho mình trở thành một cái thường trú dân của Mỹ. Đó là ý nghĩa chính. Như vậy ai là hội đủ điều kiện để mà đi đầu tư EB-5 thì có thể nói rằng là hầu hết tất cả những công dân, đặc biệt là nói riêng thị trường Việt Nam đó, hầu hết tất cả công dân mà đủ 18 tuổi và đủ điều kiện tài chính. Đủ điều kiện tài chính có nghĩa là có ngoài vấn đề về số tiền đầu tư, mình còn đủ số tiền để có thể sinh sống tại Mỹ trong một thời gian đầu. Như vậy có thể nói là có khoảng chừng trên 1 triệu đô la thì có thể đi đầu tư Mỹ được. Và cái nguồn tiền đó, cái người mà đi đầu tư cần phải cung cấp những giấy tờ chứng minh rằng là tiền của mình là nguồn tiền đầu hợp pháp. Và cái vấn đề về chứng minh nguồn tiền hợp pháp này, nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin để có thể diễn giải cho quý vị. Do đó ta sẽ trình bày riêng trong một cái video. Hy vọng là quý vị có thể tìm hiểu cái video đó trong cùng cái kênh mà Thạch up ở trên cái YouTube cũng như là trên Facebook nhá. Thì ai sẽ là hội đủ điều kiện? Và cái người hội đủ điều kiện đó sẽ được mang theo vợ và chồng cũng như là tất cả các con dưới 21 tuổi và chưa kết hôn của người đứng tên hồ sơ đầu tư EB-5 là EB-5. Là dĩ nhiên thì những người mà đi đầu tư định cư theo diện EB-5 thì không có được mang theo cha mẹ mà chỉ mang theo vợ, chồng và tất cả các con dưới 21 tuổi chưa kết hôn mà thôi. Như vậy thì cơ bản là hầu như tất cả những người nào mà có đủ điều kiện tài chính và trên 18 tuổi thì đều có thể làm cái hồ sơ EB-5, EB-5 này được. Câu hỏi là một số người hỏi rằng là tôi không có nói được tiếng Anh và thu nhập gần đây của tôi thì không có nhiều thì như thế nào? Thì cái việc cái yêu cầu của di trú là không có yêu cầu là mình có thể nói tiếng Anh hay là không được, nhưng mà nếu mà quý vị biết tiếng Anh thì tốt hơn, mà nói được giỏi thì càng tốt, tại vì sau này mình sống ở Mỹ thì mình cần tiếng Anh để mà có thể thích nghi nó nhanh hơn. Còn về thu nhập thì người ta sẽ xem xét trên cái giấy tờ nguồn tiền là chính, còn thời gian gần đây hay là như thế nào, nếu quý vị có những cái tài sản mà có thể chứng minh thêm thì càng tốt nha. Ta sẽ trình bày riêng một cái video về cái việc chứng minh giấy tờ nguồn tiền cho quý vị. Cái mục đích của nhà đầu tư EB-5 là gì? Thì quý vị cũng biết rõ là cái mục đích của mình là mình đi định cư, có nghĩa là mình có thể mang được cả gia đình sang Mỹ định cư một cách hợp pháp và trở thành cái thường trú dân của Mỹ. Như vậy thì cái mục đích của chương trình đầu tư EB-5 người ta cũng giúp cho nhà đầu tư thứ nhất là có cái thẻ xanh có điều kiện 2 năm, và sau cái thời gian 2 năm đó thì nhà đầu tư sẽ nộp cái đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn. Và sau cái thời gian mình nộp được cái đơn xin thẻ xanh viễn xong thì nhà đầu tư đến cái thời điểm nhận tiền hoàn lại, cái tiền đầu tư ban đầu đó mình nhận tiền hoàn lại. Một số những công ty thì người ta có thể trả thêm cái tiền lãi hàng năm, nhưng mà những cái lãi đó thì thật có thể nói rằng là nó không đáng kể, mà cái vấn đề chính nhà đầu tư quan tâm đó là thẻ xanh vĩnh viễn và tiền hoàn lại. Như vậy mục đích là có cái mục đích chính là thẻ xanh vĩnh viễn và tiền hoàn lại. Những nhà đầu tư nào mà đã hoàn tất được quá trình này thì họ đã đầu tư thành công.
hiện tại tiền đầu tư EB5 là bao nhiêu. Thì quy định mới từ tháng 3 năm 2022 thì cái số tiền đầu tư cho một suất đầu tư EB5 hiện nay là 800.000, và 800.000 đô la này áp dụng cho những cái dự án đầu tư mà thuộc khu vực việc làm trọng điểm, thất nghiệp cao và nông thôn. Đại khái khu vực việc làm trọng điểm là gì? Là những khu vực mà nước Mỹ muốn là phát triển thêm cái công nhân nhân công ở đó, muốn có nhiều người đến sống ở đó, người ta muốn khu vực đó phát triển hơn, thất nghiệp thấp hơn, thì người ta áp dụng cái mức đầu tư là 800 ngàn cho một suất đầu tư. Thì nếu mà nó không phải thuộc dự án đó thì nó sẽ như thế nào? Thì nếu mà không phải thuộc dự án việc làm trọng điểm, có nghĩa là dự án đó nó nằm ở trong những thành phố lớn, có nơi có cư dân đông đúc, thì số tiền đầu tư quy định mới vào tháng 3 năm 2022 này trở đi đó là số tiền đầu tư một suất là 1 triệu 50 ngàn. 1 triệu 50 ngàn này, quý vị còn phải có cái khoản phí, như Thạch nói trong cái slide trước đây đó là 800 ngàn này, thì quý vị cần phải thêm một cái khoản phí nữa, tại vì cái 800 ngàn là cái tiền đầu tư vào dự án. Còn khi mình làm hồ sơ thủ tục cũng như là phí nộp vào sở di trú, phí luật sư, những cái phí công ty môi giới liên quan, thì nó khoảng chừng từ đầu đến cuối nó khoảng chừng 100 ngàn nữa. Như công ty của Thạch hiện nay thì là đang có dự án tại gần với Vegas, thì người ta làm dự án này cũng đã lâu và dự án rất là lớn, dự án một làng y tế tích hợp, thì cái số tiền đầu tư vẫn là hiện nay là 800 ngàn tiền Mỹ đô la, và cái phí của công ty tính là 85 ngàn. Và mỗi công ty đó thì người ta tính cái tiền phí khác nhau, có công ty thì lấy trọn gói từ đầu đến cuối, còn có công ty thì người ta lấy theo từng giai đoạn. Và công ty Inland mà Thạch đang làm việc đó thì người ta tính phí là 85 ngàn là cho giai đoạn 1, còn hai giai đoạn còn lại nó khoảng chừng từ 10 đến 15 ngàn nữa, và những cái tiền đó thì quý vị sẽ thanh toán trực tiếp cho cái công ty luật. Như vậy thì đại khái là quý vị nào mà có nhu cầu đầu tư thì số tiền quý vị cần chuẩn bị tối thiểu là 800 ngàn cộng với 100 ngàn nữa quý vị nhé. Và quý vị khi mà đi tìm hiểu cái đầu tư EB5, EB5 thì thường hay hỏi, có những công ty họ nói rằng là đầu đầu tư trực tiếp hay là đầu tư gián tiếp. Thì hiện nay trên thị trường đầu tư EB5 thì có thể nói là hơn 90% những nhà đầu tư từ nước ngoài chọn đầu tư vào Mỹ theo hình thức là đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng. Thì quý vị biết rằng là nghe ngóng rằng là cái đầu tư gián tiếp này tại sao nó khác với đầu tư trực tiếp, thì Thạch có thể giải thích một cách đơn giản như thế này. Tức là đầu tư gián tiếp thì mình đầu tư vào một cái dự án mà nó đã đăng ký được dưới ở cái trung tâm vùng tại Mỹ rồi, và khi đầu tư vào dự án gián tiếp như vậy thì nhà đầu tư sẽ khỏe hơn, có nghĩa là người ta không có can thiệp hay là không có dính dáng nhiều vào cái quá trình vận hành hay là quản lý cái dự án đó. Còn cái dự án đầu tư trực tiếp thì thường là những dự án có cái quy mô nhỏ hơn, và nhà đầu tư ngoài cái việc bỏ vốn đầu tư vào góp vốn thì nhà đầu tư là một trong những người mà ở trên cái vai trò là quản lý cái dự án đó. Thì những người mà đi theo cái dự án đầu tư trực tiếp thường là những người có hiểu biết được rằng là mình có thể quản lý được cái dự án tại Mỹ, mình có hiểu được cái cách vận hành cái dự án đó như thế nào, hoặc là người ta có những cái người thân quen tại Mỹ mà vận hành những cái dự án nhỏ, ví dụ như là tiệm nail hay là nhà hàng gì đó, thì người ta sẽ bỏ một số tiền vào đó để đầu tư, miễn là nó cũng tạo ra đủ việc làm thì cái dự án đó sẽ thành công. Như vậy chương trình EB5 nó trải qua những cái giai đoạn nào, thì ở đây Thạch sẽ chia ra thành ba cái giai đoạn từ đầu đến cuối để cho quý vị có thể theo dõi dễ dàng. Tuy nhiên thì vẫn có những cái công ty người ta sẽ chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, và phí thì cũng có những công ty người ta lấy theo từng giai đoạn. Do đó thì mỗi cái công ty quý vị cần tìm hiểu là mình trải qua những giai đoạn nào để mình có cái nhìn hình dung tổng thể từ đầu đến cuối. Ở đây Thạch trình bày cho quý vị biết đến là ba cái giai đoạn chính của cái việc đầu tư. Thì đầu tư EB5, EB5 thì nó có ba cái giai đoạn chính. Giai đoạn 1 tức là nhà đầu tư cần chuẩn bị nộp cái đơn 526. Cái đơn này đó là cái đơn xin thẻ xanh 2 năm. Và để nộp cái đơn này vào sở di trú thì nhà đầu tư cần cung cấp tất cả những giấy tờ chứng minh nguồn tiền mà mình dùng để đầu tư đó là nguồn tiền hợp pháp. Và để mà hoàn tất cái giai đoạn này thì thông thường có những công ty môi giới và luật sư họ sẽ hỗ trợ để cho cái nhà đầu tư là quý vị có thể hoàn tất cái đơn này không mấy khó khăn.
Tuy nhiên thì để chứng minh nguồn tiền thì mỗi cái nguồn tiền, mỗi cái người nhà đầu tư có cái nguồn tiền khác nhau. Do đó thì cần một cái công ty tư vấn, những người mà có kinh nghiệm để có thể chia sẻ đến quý vị cái cách mà hoàn tất giấy tờ nguồn tiền này như thế nào. Tại vì cái việc chứng minh nguồn tiền này nó rất là quan trọng ở chỗ là nếu mà mình chứng minh mà mình không có thuyết phục được sở di trú thì họ sẽ đòi hỏi thêm cái giấy tờ để chứng minh cho rõ ràng. Và nếu mình không cung cấp được giấy tờ chứng minh rõ ràng thì có thể là họ sẽ không chấp thuận hồ sơ của mình. Do đó đối với những người mà đã làm việc trong ngành này lâu năm thì họ sẽ có kinh nghiệm là làm cái hồ sơ cho mình từ đầu đến cuối như thế nào. Ví dụ như trong trường hợp của công ty Thạch An làm thì hiện nay đội ngũ cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc với đội ngũ luật sư lâu năm, cho nên cái việc chuẩn bị giấy tờ nguồn tiền thì bên công ty của Thạch có cái đội ngũ giúp cho nhà đầu tư có thể hoàn tất cái giấy tờ nguồn tiền nó dễ dàng, nó đơn giản và có thể hiểu được rằng là nó thuyết phục được sở di trú. Do đó thì nếu mà quý vị nào quan tâm đến vấn đề về đầu tư mà cần tìm hiểu giấy tờ nguồn tiền ra sao thì có thể liên hệ với Thạch bất cứ lúc nào, sẽ có đội ngũ để giúp quý vị nhé. Sau khi mình hoàn tất cái giai đoạn 1 này, mình nộp được cái đơn xin năm 26 vào sở di trú, cái người nộp là cái công ty, thường là những cái công ty luật tại Mỹ họ đại diện cho nhà đầu tư để nộp vào sở di trú cho mình. Thì nộp xong cái đơn năm 26 này thì đến thời điểm mình cứ chờ, nhà đầu tư cứ chờ để chuyển qua cái giai đoạn 2. Thì giai đoạn 2 là giai đoạn phỏng vấn với lãnh sự. Thì để hoàn tất cái giai đoạn 2 này cũng không mấy khó khăn. Có nghĩa là giai đoạn 1 đó quý vị cần chứng minh nguồn tiền thì nó tương đối là phức tạp. Nhưng mà giai đoạn 2 thì quý vị chỉ cần cập nhật một số những cái thông tin cá nhân, giấy tờ cá nhân mà có thay đổi và điền cái đơn và gọi là đơn DS-260. Lúc đó thì bên những công ty tư vấn và đội ngũ luật sư họ cũng sẽ tư vấn cho quý vị cái cách điền như thế nào hoàn tất cái quá trình giai đoạn 2 này. Và lúc đó thì hồ sơ sẽ chuyển về lãnh sự để mà hẹn phỏng vấn đến quý vị. Thì sau khi mà phỏng vấn nhận visa xong, quý vị đi sang Mỹ thì quý vị sẽ nhận được cái thẻ xanh 2 năm. Thì mỗi cái thành viên gia đình của quý vị sẽ nhận được thẻ xanh 2 năm có điều kiện. Cái thời gian mà quý vị nhận cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện này là thường từ 1 cho đến 3 tháng sau khi quý vị đi sang Mỹ định cư. Và đến giai đoạn thứ 3 có nghĩa là quý vị cần hoàn tất nộp cái đơn 829. Đây là cái đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn. Và để nộp được cái đơn này thì quý vị cũng không có cần phải làm gì nhiều, chỉ là cập nhật một số những thông tin, những cái gì đó thay đổi thì cập nhật vậy thôi. Còn cái việc mà nộp cái hồ sơ này thì thường là có những cái công ty môi giới và đội ngũ luật sư họ sẽ chuẩn bị cho quý vị. Và đặc biệt thì để chuẩn bị cái hồ sơ 829 đó thì bên dự án cũng như là công ty môi giới họ sẽ cung cấp cái hồ sơ chứng minh là cái dự án đã tạo ra việc làm, như là đã trong cái kế hoạch kinh doanh họ đã đăng ký với sở di trú. Có nghĩa là số tiền của quý vị họ bây giờ đó họ phải chứng minh được rằng họ đã dùng số tiền của quý vị để mà sử dụng vào dự án tạo ra việc làm. Như vậy thì thường là cái giai đoạn mà nộp đơn 829 này nó sẽ là cái công việc chính là bên cái dự án, công ty môi giới và luật sư. Còn quý vị thì chỉ cần cập nhật những thông tin mà thôi. Như vậy thì trải qua 3 giai đoạn, tức là quý vị tốn nhiều công sức nhất đó là giai đoạn 1, là giai đoạn mà quý vị chứng minh giấy tờ nguồn tiền. Và để được đi sang cái giai đoạn thứ 2 và nhận được cái thẻ xanh và đi định cư đó thì cái giấy tờ chứng minh nguồn tiền của quý vị phải là thuyết phục được sở di trú là nó là nguồn tiền hợp pháp nha. Rồi xong để mà có được thẻ xanh vĩnh viễn có nghĩa là cái hồ sơ chứng minh tạo ra việc làm của bên dự án họ phải thuyết phục được với sở di trú là tiền của quý vị đã được dùng để tạo ra việc làm. Thì chỉ có như vậy thì cái hồ sơ của 829 của quý vị mới được sở di trú chấp thuận. Còn nếu mà thiếu đủ gì đó thì họ sẽ yêu cầu là bổ sung giấy tờ cho đến khi mà thuyết phục được họ rằng là cái tiền của quý vị đã dùng để tạo ra việc làm. Thì cái ý nghĩa của cái chương trình EB5 nó là như vậy: tiền để tạo ra việc làm và mình nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Thì sau khi nộp cái đơn 829 xong thì trong vòng khoảng 2 năm, 2 đến 3 năm bây giờ đó thì quý vị sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn sau khi cái đơn này được chấp thuận. Còn nếu mà đơn mà chưa được thuyết phục thì sở di trú họ sẽ đòi hỏi cung cấp thêm những giấy tờ để chứng minh. Thì đây là toàn bộ cái giai đoạn từ đầu đến cuối, có nghĩa là sau
Quý vị nào mà hoàn tất được từ đầu đến cuối cho đến khi nhận được thẻ xanh vĩnh viễn thì quý vị đã hoàn tất phần lớn cái quá trình đầu tư của mình. Còn cái phần còn lại nó không liên quan đến sở di trú, đó là nhận tiền hoàn lại. Thì lúc đó sau khi nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn thì bên theo kế hoạch đó, thì dự án họ sẽ trả lại tiền đầu tư cho quý vị. Một số những công ty thì người ta có thể trả thêm tiền lãi một ít hay nhiều thì tùy vào cái ban đầu người ta thỏa thuận với quý vị. Như vậy thì trong cái video ngắn này Thạch chỉ trình bày tóm gọn ba cái giai đoạn như vậy. Trong cái video tiếp theo Thạch sẽ nói về chi tiết về ba giai đoạn đầu tư EB5, EB5 để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn cái quá trình là mỗi giai đoạn mình cần biết là có giấy tờ gì, cần chuẩn bị cái gì và những gì mình cần lưu ý. Như vậy thì để tìm hiểu thêm cái thông tin về EB5 hay là coi những dự án thì quý vị có thể vào cái trang web hiện nay cái công ty mà Thạch đang làm việc đó là công ty Inland. Nó có trang web là inlandinvestorgroup.com. Quý vị có thể vào đó để xem những thông tin về cái dự án nếu quý vị đọc được tiếng Anh. Còn quý vị cũng có thể vào để xem những cái video về dự án của công ty để trên đó. Ngoài ra thì trên cái trang Facebook kênh Di trú Hoa Kỳ Thạch cũng có để một số những thông tin để cho quý vị có thể coi là có những cái cập nhật gì. Và YouTube video Thạch cũng để một số những video liên quan đến vấn đề đầu tư định cư Mỹ. Thì trong cái video ngày hôm nay Thạch chỉ nói cơ bản là như vậy. Thạch biết rằng là có rất là nhiều người quan tâm đến định cư. Ngoài cái việc là định cư Mỹ thì người ta cũng quan tâm là làm sao để có thể đi du lịch Mỹ. Quý vị có câu hỏi nào thì cứ vào cái trang Facebook hoặc là YouTube hoặc là có thể liên hệ bằng email hay là điện thoại cho Thạch vào cái website này thì quý vị có thể tìm hiểu thấy cái thông tin của Thạch ở trong đó. Việc mua nhà ở Mỹ hay là đầu tư tại Mỹ thì cũng có rất là nhiều người quan tâm và ở bên công ty Thạch làm thì cũng có những cái dự án đầu tư mà quý vị có thể đầu tư tiền bình thường, có nghĩa là không có theo cái diện EB-5. Và nếu mà quý vị nào có nhu cầu mua ở nhà tại Mỹ thì thật rất là vui lòng vui để mà có thể giúp quý vị hoàn tất cái việc mua nhà tại Mỹ. Có nhiều quý vị hỏi là mình mua nhà tại Mỹ mà mình chưa có đi Mỹ bao giờ thì mình có mua được không? Thì vẫn mua được quý vị nhé. Tuy nhiên Thạch không không có khuyến khích cái việc đó. Thực ra thì quý vị nên đi du lịch một lần để hiểu như thế nào, cái thị trường như thế nào rồi mình có thể mua nhà sau đó. Và cái việc đi du lịch này thì công ty của Thạch, công ty Inland đó, Thạch đang làm việc đó, cũng có thể hỗ trợ quý vị là cung cấp cái thư mời để cho quý vị xin cái visa du lịch nó dễ dàng hơn. Lẽ nhiên thì cái việc phỏng vấn nó sẽ rất là tùy thuộc nhiều cái yếu tố, nhưng mà trong đó có thêm một cái thư mời thì nó cũng sẽ tiện hơn cho quý vị, nó sẽ thuyết phục hơn một chút cho cái nhân viên lãnh sự, họ hiểu được rằng là quý vị đi có một cái mục đích rõ ràng. Như vậy thì quý vị nào quan tâm đến định cư Mỹ, du lịch Mỹ, mua nhà tại Mỹ và đầu tư tại Mỹ thì cứ liên hệ Thạch sẽ giúp đỡ quý vị với bất cứ câu hỏi nào nha. Thì cái định cư Mỹ mà Thạch nói trong cái video này chủ yếu là Thạch nói về cái EB-5 ha. Và như quý vị biết là cái việc mà đi định cư Mỹ đó thì ngoài các diện bảo lãnh đó, thì chỉ có các diện là lao động và đầu tư là chủ yếu. Đối với phần lớn hầu hết những người tại Việt Nam mình thì họ đi theo ba cái diện chính là đi lao động và đầu tư đó thì có ba cái diện chính là L1, EB3 hoặc là EB5. Tức là nếu quý vị đi theo cái diện L1 này đó thì là quý vị là một trong những người mà có cái vị trí quản lý cấp cao, những công ty tương đối lớn có quy mô mà có nhiều cái chi nhánh khác nhau thì bây giờ mở rộng cái kinh doanh và vào thị trường Mỹ. Thì cái người quản lý là một trong những người mà được cử sang cái chi nhánh mới, hoặc là cái người quản lý này cũng có thể là cái chủ công ty từ Việt Nam mà người ta muốn mở rộng kinh doanh tại Mỹ thì người ta đi theo cái diện là L1 này, tức là đi theo diện làm việc và sau đó mới xin thẻ xanh. Còn một số những người người ta cũng quan tâm đến thị trường đi Mỹ theo diện là EB3, là EB3 này thì đi theo cái diện là công nhân làm việc. Công nhân làm việc thì về cơ bản là tại Mỹ khi mà những cái hãng xưởng ở xa xôi hay là hãng xưởng nào mà người ta không thể xin được không thể kêu gọi được nhiều cái nhân công làm việc tại Mỹ thì người ta có quyền là kêu gọi những nhân công từ nước ngoài vào để làm việc. Thì đại khái EB3, EB3 này hiện nay cũng có rất là nhiều người quan tâm và
người ta đi làm bắt buộc là người ta phải làm một vài năm đầu, từ 2 đến 3 năm đầu để mà thỏa được cái điều kiện yêu cầu của sở di trú về cái chương trình EB3 này, EB3 này nha. Thật thì không có nhiều cái tìm hiểu về cái EB3 cũng như là L1. Tuy nhiên thì công ty thật thì cũng có người bên từ Trung Quốc, người ta đi theo cái diện EB1, người ta đã thành công. Và cái lĩnh vực mà thật tập trung chính đó là về EB5, đầu tư EB5, tức là mình bỏ tiền ra đầu tư như thật vừa trình bày. Như vậy thì hy vọng là quý vị có cái thông tin tương đối là tổng quát, còn về chi tiết thì thật sẽ trình bày trong những cái video tiếp theo. Như vậy thì video tiếp theo quý vị có thể tìm hiểu thêm về ba giai đoạn đầu tư EB5, EB5 một cách cụ thể rõ ràng, và mỗi giai đoạn thì mình cần chuẩn bị gì. Quý vị coi tiếp những video khác nhé. Như vậy thì cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này, và hy vọng là quý vị hiểu tương đối là tổng quát, và nếu có bất cứ câu hỏi nào thì vui lòng liên hệ với Thật. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo.